Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo mở rộng thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Quan tâm bố trí nguồn lực triển khai thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID. Đồng thời, tổ chức thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật về việc cung cấp, thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNEID. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với giám đốc Sở Tư pháp, giám đốc Công an thành phố và thủ trưởng cơ quan đơn vị có liên quan đã soát hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố, đảm bảo đồng bộ kết nối, chia sẻ dữ liệu với phần mềm cấp phiếu lý lịch tư pháp cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính